Today's A Journey Through Aesthetic Rooms will be presented in Old Sisor Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Slovenian, Spanish, and Thai. Hội làng là em đi hội làng, đình làng làng rộn rãi, tiếng cười vui xôn xang bao tình, trong dòng người đẹp tươi màu áo, có em gái mắt lung liếng như muốn tìm ai trong đám trai hội làng, mà người đẹp như khóm trúc xinh. Ai hẹn hò chờ em nơi đầu đình, nụ cười đẹp như nắng ý, nắng mùa xuân nở trên môi hồng, em dịu dàng lời ca điệu hát, dáng tha thướt mỗi câu hát như tiếng mùa xuân thiết tha ngọt ngào, mà đời đẹp như tiếng hát em trao. Ta hẹn hò vì quê hương mảnh dầu. Hội làng làng lộng lẫy, giữa ngày xuân thắm tươi muôn màu, hoa nụ cười hoa chen màu áo, mà em thắm nét môi thắm. Xuân thêm say lòng người, mừng hội làng náo nức khắp nơi, đi hội làng là em đi hội làng, đình làng làng rộn rãi, tiếng cười vui xôn xang bao tình, trong dòng người đẹp tươi màu áo, có em gái mắt lung liếng như muốn tìm ai trong đám trai hội làng, mà người đẹp như khóm trúc xinh, ta hẹn hò vì quê hương mảnh dầu, mà người đẹp như khóm trúc xinh, ta hẹn hò vì quê hương mảnh dầu. Quý vị vừa thưởng thức bài dân ca Đi Hội Làng, một làn điệu dân ca miền Bắc Âu Lạc qua tiếng hát Thu Hằng, mô tả không khí tưng bừng đầu xuân trong niềm nao nức tham gia hội làng, một phong tục cổ truyền và nét duyên quê của người xứ Bắc. Âu Lạc, một đất nước xinh đẹp, tọa lạc ở vùng Đông Nam châu Á, với khí hậu cận nhiệt đới, được thiên nhiên ưu đãi với rau xanh, quả ngọt, thơm ngon trong suốt bốn mùa, tùy theo điều kiện khí hậu và sở thích ẩm thực của từng vùng. Người dân địa phương đã khéo léo sáng tạo nhiều món ăn đậm đà hương vị. Trong chương trình ẩm thực truyền thống Âu Lạc, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các món đặc sản của một xứ sở nổi tiếng phì nhiêu tươi tốt. Thật vậy, trong một buổi thuyết giảng tại Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 1991, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đặc biệt ngợi ca tài nguyên phong phú của Âu Lạc. Đất Việt Nam mình giàu nhất nhì trên thế giới. Mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ uranium, mỏ chì, mỏ kém, mỏ thiết. Việt Nam cái gì cũng có, đạo đức cũng có, hiếu thuận cũng có, văn hiến. 4.000 năm đó, mình là một trong những nước kỳ cựu nhất trên thế giới. Nước mình lúc nào cũng có đầy đủ thức ăn. Trái cây nhiều, thiệt là nhiều. Sư phụ nhớ cái lúc mà còn đi học á, đủ thứ trái cây. Đi Bình Dương, đi Long Thành á,
lúa Việt Nam gạo tám thơm nổi tiếng nhất Đông Nam Á và nổi tiếng nhất thế giới nữa. Có nhiều sản phẩm khô hoặc là sản phẩm tươi nổi tiếng nhất thế giới. Chúng con xin trân trọng tri ân những lời vàng ngọc và ân điển bao la của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư dành cho quê hương và người dân Âu Lạc yêu chuộng hòa bình. Trong một kỳ phát hình trước, chúng ta đã tìm hiểu về món bún thang chay, đặc sản của miền Bắc Âu Lạc. Hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một món bún đặc sắc khác, cũng có nguồn gốc từ miền Bắc và hiện nay rất phổ biến trên khắp ba miền đất nước. Đó là món bún riêu chay với hương vị đậm đà từ các nguyên liệu rất gần gũi với thiên nhiên và đời sống bình dị. Kính mời quý vị thưởng thức. Loa 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 loa, hội làng năm nay có tổ chức thi nấu ăn. Các thiếu nữ trong làng, ai nấu món ăn được chấm ngon nhất trong cuộc thi sẽ được thưởng 10 sấp gấm hoa thượng hạng. Loa 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 loa. Chị Mai ơi, làng năm nay có tổ chức thi nấu ăn đấy, mình có dự thi không hả chị? Chắc không đâu em à, vì món ăn dự thi chắc phải làm từ cao lương mỹ vị, nguyên liệu đắt tiền lắm em à. Thôi em giúp chị hái cà chua đi. Vâng ạ. Mai ơi, chắc anh Tân qua chơi đấy chị ơi. Mai à, anh mang nấm rơm sang cho em đây. Nấm rơm à anh? Loại ngon nhất đấy. Thế à? Thế hội thi nấu ăn làng năm nay em có định tham gia không? Chắc không đâu anh. Món bún riêu mà tuần trước em nấu ấy, mời ba mẹ anh cứ tấm tắc khen mãi. Thế à anh? Hay là em cứ thử đi, cần gì anh sẽ giúp. Thôi được, em sẽ dự thi. Vậy để anh đi giúp đỡ các già làng chuẩn bị tổ chức lễ hội, lát nữa mình gặp nhau nhé. Vâng. Nóng đời ai độ lành nóng đời ông ơi, cho con mua bình sữa. Giờ em sang nhà bác Quân mua giúp chị một quả mướp vừa vừa, một củ cải trắng, một củ cà rốt, một ít rau muống, rau thơm, húng cay để chị chuẩn bị món riêu chay nhé. Ồ, uống riêu chay à chị, thích quá. Rau quả và rửa sạch hết rồi đây này. Ồ, cảm ơn em. Bây giờ em giúp chị đặt nồi nước sôi để chị chan bún nhé. Cho xem cái nắp. Chị Mai ơi, nước sôi rồi đây này. Ừ. Giờ mình sẽ chần bún. Bây giờ em cho vào nồi 2 lít nước. Rồi giúp chị thái mướp, cà rốt và củ cải trắng thành khúc để chị Linh làm nước ngọt. Mình sẽ lấy nước này để làm nước dùng cho món bún riêu.
Nước ngọt này nấu bao lâu mới xong hả chị? Mình nấu sôi khoảng nửa tiếng là được. Trong lúc chờ nước ngọt, em giúp chị rửa 18 cây lấm rơm và 6 quả cà chua nhé. Em đã rửa xong nấm và cà chua rồi đây chị. Nấm rơm anh Tân cho ngon thật đấy. Nấm anh Tân trồng hả chị? Ừ, nấm rơm không những ngon mà rất bổ nữa em. Nước dùng nấu từ nấm rơm sẽ thơm và có vị ngọt mát. Nước ngọt gần được chứ hả chị? Được rồi em. Mình đã lấy xong nước ngọt rồi đó. Thế là chị. Còn nấm và cà chua thì làm gì ạ? À, cái này mình xào để cho vào nước dùng. Em chuẩn bị cho chị muối, đường, bột nêm và hạt dưa hoạt đều nhé. Vâng ạ. Thìa tỏi xay. Chi vàng. Thì mình cho nấm. Chua. Muối, đường, bột nêm và dầu dừa cũng đã chuẩn bị đủ rồi đây. Mình sẽ cho muối. Đảo đều trong vài phút. Như vậy là mình đã xong phần xào nấm và cà chua rồi đó em. Là mình làm gì nữa hả chị? Bây giờ mình làm váng đậu. Em lấy giúp chị 3 quả me chín để chị luộc lấy nước nhé. Vâng. Me đây chị. Mình dầm me như thế này, cho me hòa tan với nước, rồi vớt vỏ và hột me ra. Giờ em bắc nồi lên bếp, cho chị khoảng 1 lít sữa đậu lành vào, đun sôi. Dạ. Sữa đậu lành chị mua hồi sáng đây mà. Đúng rồi, sữa đậu lành tươi không đường đó. Đậu lành sôi rồi chị ơi. Bây giờ mình sẽ đổ nước me vào. Và một thìa muối. Đậu lành sẽ kết váng. Ý, sữa đậu lành đóng váng này nè chị. Váng đậu lành bổ dưỡng và rất tốt cho tiêu hóa đó em. Bây giờ mình sẽ đổ nước ngọt vào
Nấm và cà chua đã xào vào hòa chung với băng đậu, đun cho tới khi sôi là được. Như vậy là mình đã hoàn thành xong nước dùng cho món muối dưa chay rồi đó em. Mai ơi, Mai! Bác vừa làm xong món chả quế chay, biết hai chị em cháu thích, bác đem qua cho các cháu một ít. Cháu cảm ơn bác, cháu đang nấu bún riêu, nếu có chả quế chay sẽ ngon hơn bác ạ. Thế năm nay cháu nấu bún riêu đi thi hội làng hả? Dạ vâng ạ. Thôi cháu đi vào sửa soạn đi hội cho kịp. Vâng, cháu chào bác. Bây giờ em chuẩn bị giúp chị rau muống trẻ, rau húng cay, hành lá, chanh và ớt nhé. Vâng ạ. Giờ chị sẽ thái chả quế chay. Em đã chuẩn bị xong hết các thứ để ăn kèm với bún riêu rồi đó. Chị à, có lúc nấu bún riêu em không thấy chị dùng chả quế chay. Là vì hôm nay mình nấu cho làng nên phải thật đặc sắc. Vậy hả chị? À, chả quế chay là bằng thứ gì hả chị? Chả quế chay cũng tương tự như giò chả chay, có thêm bột quế. Có vài lát chả quế chay vào tô bún riêu sẽ ngon hơn đó em. Thế hả chị? Như vậy là mình đã hoàn thành xong món bún riêu chay rồi đó. Bây giờ em giúp chị chuẩn bị mang tới hội thi nhé. Vâng ạ. Cho nấm dơm và cà chua trong nước dùng đặt lên trên mặt bún. Rồi váng đậu đặt vào tô bún và chế nước dùng vào. Mình để vài miếng chả quế chay lên mặt bún. Thêm một ít hành lá. Món bún riêu thường ăn kèm với rau muống trẻ, rau húng cay, rau thơm và một ít chanh ớt. Đây hả chị? Năm nay phần thưởng thuộc về món bún riêu chay của cô Mai.
đồng cỏ nội, món bún riêu chay phản ảnh đời sống dân dã, mộc mạc nhưng đậm đà tình người nơi miền quê bốn mùa rau quả xanh tươi. Với cách thực hiện đơn giản và nguyên liệu dễ tìm, món bún riêu chay đầy hương vị rất được yêu chuộng và là một chọn lựa tuyệt vời cho lối sống trường chay từ ái. Xin cảm tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình giới thiệu món bún riêu chay đặc trưng của miền Bắc Âu Lạc. Kính mời quý vị đón xem trong tương lai trên truyền hình Vô Thượng Sư các chương trình về đặc sản và ẩm thực truyền thống Âu Lạc. Tiếp theo đây là trường chay, lối sống cao thượng, sau tin đáng chú ý. Chúng tôi xin thân ái kính chào tạm biệt. Thank you for watching our program featuring a traditional dish from Northern Âu Lạc called Vegan Zeal Noodle Soup. Please tune in to Supreme Master Television for more on Âu Lạc specialty food and traditional cuisine in future broadcasts. Coming up is Vegetarianism, the Noble Way of Living, after Noteworthy News. So long for now. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.